Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, con tên Phạm Lê Uyên Khô, hôm nay con xin đọc bài giấy. Em giải thích vì sao em buồn ạ. Đây là bức ảnh em buồn. Ra khi em bị mẹ la thì em rất là buồn nên, nhưng lúc đó trời cũng đổ mưa, cây khi mà không có nước cũng ngậm được nước. Khi mà em khóc thì trời bắt đầu đổ mưa. Con cảm ơn sư cô đã lắng nghe con xin hết ạ.